Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube HKB channel. Ngày hôm nay mình rất vui mừng khi được chia sẻ với các bạn một cái nội dung, đó là làm thế nào để chúng ta có thể cài đặt thêm một cái máy tính ảo chạy B-not ở trên máy tính của mình. Thì để chúng ta có thể cài đặt được B-not chạy trên một cái máy tính ảo thì chúng ta cần phải cài đặt cái bật cái tính năng ảo hóa được tích hợp sẵn từ Windows 10 trở đi. Thì cái công nghệ ảo hóa được tích hợp sẵn ở trên Windows 10 đó chính là Hyper-V Manager. Công nghệ này được Microsoft tích hợp vào từ bản Windows 10 trở đi. Thì để chúng ta bật cái tính năng ảo hóa này lên, trước tiên chúng ta vào trong Control Panel. Các bạn vào mục Program Future vào Program Future. Rồi các bạn chọn vào cái mục là Turn Windows Future On Off Có nghĩa là bật hoặc tắt cái tính năng của Windows đó. Rồi các bạn tìm đến cái mục đó là Hyper-V. Đây cái dòng này này, Hyper-V. Các bạn test, các bạn bật cái này lên. Rồi sau đó các bạn OK. Thì máy tính của chúng ta sẽ cài đặt cái bản ảo hóa Hyper-V Manager lên. Thì thời gian cài đặt cái này tùy thuộc vào cái cấu hình của máy tính của chúng ta, nó mất đâu đó khoảng chừng một vài phút. Thì sau khi cài đặt xong, các bạn khởi động lại máy tính thì chúng ta sẽ được một cái icon ngoài màn hình desktop, đó là Hyper-V Manager. Chúng ta double click vô cái biểu tượng này. Rồi sau khi các bạn khởi động cái ứng dụng Hyper-V Manager lên thì chúng ta chọn vào cái desktop vào cái máy chính của mình. Rồi các bạn khởi tạo một cái switch manager. Cái này là cái kết nối cạc mạng để giúp cho cái máy tính ảo của chúng ta có thể truy cập được vào cái mạng internet sau khi chúng ta cài đặt. Rồi chúng ta chọn vào New Virtual Network Switch Rồi chúng ta chọn là Extender. Các bạn chọn là RSV26. Nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái bảng để cho chúng ta lựa chọn cái cạc mạng mà chúng ta muốn làm cái cạc mạng để kết nối, làm cái trung chuyển cho cái máy tính ảo và cái máy tính thật của chúng ta. Thế thì thường đối với những cái máy để chúng ta cài đặt máy tính ảo như thế này và kết nối được internet thì chúng ta cần khoảng chừng là hai cạc mạng, ít nhất là hai cạc mạng. Trường hợp như máy của mình đang chạy B-not thì mình chạy tới 3 cạc mạng, 2 cạc để chạy cho B-not và 1 cạc để chạy cho cái máy tính ảo. Thế thì mình phải kiểm tra xem là cái cạc mạng nào là cái mà chúng ta sẽ là cái cạc để chạy cho cái máy của mình, cái máy ảo của mình chính xác, bằng cách là các bạn vào trong phần Open Network. Đây các bạn kiểm tra xem cái cạc nào của mình thì cái cạc mạng thứ hai, cái cạc mạng của mình đặt tên là hypernoco đây. Hypernoco cái này đang có tên là adapter cái cạc tp link 1 gigabit, adapter 2. Thì mình sẽ chọn cái cạc mạng đó. Đây chọn cái cạc mạng này, làm cạc để chạy. Rồi chúng ta chọn cái tên cạc mạng để chúng ta kết nối, chỉ định cái cạc mạng để kết nối. Rồi chúng ta apply. Nó hỏi chúng ta là có muốn thay đổi hay không. Đó, chúng ta chọn OK. Rồi, sau khi chúng ta đã tạo xong cái switch cạc mạng, hay còn gọi là thiết lập cái cạc mạng cho cái máy tính ảo của chúng ta, thì chúng ta bắt đầu đi khởi tạo một cái máy tính ảo trên cái máy tính thật của mình. Chúng ta vẫn chọn vào desktop, cái biểu tượng desktop của cái máy chính này. Chúng ta chọn vào là gì? New Virtual Machine, khởi tạo một cái máy mới. Rồi, ở đây nó trước khi mà nó đưa vào cài đặt thì nó đưa cho chúng ta một cái thông báo. Trong cái thông báo này nói là gì? Chúng ta có thể sử dụng, khởi tạo và sử dụng một cái máy tính ảo giống như là một cái trên cái nền tảng máy vật lý để sử dụng cho nhiều cái người dùng khác nhau. Đấy, thì đến dòng này các bạn cứ để nguyên và chúng ta chọn Next. Đến đây thì nó yêu cầu chúng ta là đặt tên cho cái máy tính của chúng ta và cái đường dẫn để chúng ta lưu trữ cái máy ảo của mình. Thì ở đây mình ví dụ đặt tên là gì? B-not. Mình ví dụ là B-not-1 đi. Rồi mình đổi cái địa chỉ lưu giữ cái máy ảo này. Mình đặt một cái thư mục ghi là máy ảo đi. Đó. Rồi mình chọn cái thư mục đó. Đó, đổi cái thư mục về cái đường này. Rồi chúng ta chọn Next. Nó bảo chúng ta là gì? Chọn cái cấu hình của cái máy tính, có thể support cái hệ điều hành là như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy là dòng trên là nó nói là cái máy tính ảo này có thể hỗ trợ là cái hệ điều hành 32 bit và hệ điều hành 64 bit. Và cái thứ hai là gì? Chỉ hỗ trợ hệ điều hành 64 bit thôi. Thì chúng ta cài B-not thì chúng ta sẽ cài là hệ điều hành 64 bit. Thành thử ra là gì? Chúng ta chọn 64 bit luôn. Rồi, đến đây nó báo chúng ta là gì? Hãy thiết lập cái thông số hay còn gọi là cái dung lượng của RAM. Thì tùy theo cái dung lượng RAM của các bạn như thế nào để chúng ta có thể thiết lập cho phù hợp. Trường hợp các bạn thiết lập mặc định ở đây thì sau này chúng ta có thể vào trong phần bên trong, chúng ta vẫn có thể thay đổi cấu hình được. Ví dụ như ở đây mình thiết lập là 10GB đi, 10GB đi, cho là 12GB đi, 12.000, nó sẽ là 12.000 mê. Dạ. Rồi, bước kế đến là yêu cầu chúng ta thiết lập cái cạc mạng. Thì lúc nãy chúng ta đã thiết lập cái cạc mạng để làm cho cái cạc mạng kết nối Internet rồi. Thì bây giờ chúng ta chọn vào là gì? Chọn vào cái cạc đó thôi. Chúng ta chọn vào là Default. Trường hợp các bạn thiết lập ở đây nếu như mà chúng ta thiết lập sai thì sau khi chúng ta cài đặt lại, cài đặt xong, xin lỗi. Trường hợp các bạn chọn thiết lập ở đây mà sai hoặc là không, chưa đúng thì đúng hơn ạ. Thì chúng ta có thể thiết lập lại được ở bên trong sau khi chúng ta cài đặt xong bước này. Rồi đến đây là nó yêu cầu về cái khởi tạo cái ổ đĩa, gọi là cái ổ đĩa lưu trữ, ổ đĩa ảo cho cái máy của mình đó. Thì ở đây nó lấy là 127GB là maximum. Maximum là 64T. Và ở đây là gì? 127GB là cái tối thiểu. Thì cái ổ đĩa này của chúng ta nên để là gì? Chúng ta để khởi tạo thì chúng ta phải có cái ổ đĩa nó tương đối một chút. ha. Rồi chúng ta chọn next. Sau khi chúng ta thiết lập xong cái này, các thông số này, chúng ta chọn next. Rồi nó bảo chúng ta là gì? Chọn cái hệ điều hành để chúng ta cài đặt. Thì ở đây có hai lựa chọn. Một là chọn hệ điều hành để cài đặt ngay, thì chúng ta chọn vào dòng thứ hai. Hai là cài đặt sau. Thì nếu mà các bạn cài đặt ngay thì các bạn browse tới gì, tới cái file ISO về Windows của mình. Để mình kiểm tra ở đây trên máy của mình không có không. Đây mình có bản Windows 10 22H2 ISO. Mình mon tới cái file trực tiếp luôn. Rồi. Rồi chúng ta chọn next. Và sau đó chúng ta chọn kết thúc. Thì cái hệ thống của chúng ta sẽ cấu hình cho chúng ta được một cái máy tính, một cái máy tính ảo, giống như là một cái máy tính thật để các bạn có thể cài đặt. Tuy nhiên lúc này thì chúng ta chưa sử dụng được cái máy tính này, chưa sử dụng được cái máy tính ảo này đâu. Chúng ta cần phải start máy tính ảo lên và cài đặt hệ điều hành Windows cho cái máy tính ảo. Thì việc để cài đặt hệ điều hành Windows cho máy tính ảo nó cũng sẽ diễn ra giống như là trường hợp các bạn cài đặt một cái Windows cho máy tính thật. Cụ thể các bạn có thể xem ở cái video hướng dẫn cài đặt Windows ở trên kênh YouTube HKB channel để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái việc cài đặt cái Windows như thế nào. Sau khi chúng ta setup xong cái máy tính ảo và chúng ta cài đặt xong Windows cho máy tính ảo, các bạn khởi động máy tính ảo lên, chúng ta được một cái máy tính ảo ở bên trong một cái máy tính thật của mình. Về cấu trúc nó giống y chang như một cái máy tính thật bình thường, nhưng mà nó chạy ở trên nền ảo hóa, đó là Hyper-V Manager, một cái ứng dụng công nghệ ảo hóa của Microsoft, tích hợp sẵn trên hệ điều hành Windows. Rồi sau khi chúng ta cài đặt xong Windows, chúng ta đăng nhập vào máy, các bạn kiểm tra xem máy tính của mình đã vô được mạng hay chưa, bằng cách là chúng ta có thể dùng dòng lệnh binh ra cái địa chỉ bất kỳ nào đó, ví dụ như là Google chẳng hạn, chúng ta binh thử. Thì nếu quá trình các bạn binh mà máy tính của chúng ta trả về các cái gói như thế này, có nghĩa là gì? Đã ra OK. Hoặc không, các bạn có thể là gì? Chúng ta dùng trình duyệt, chúng ta truy cập thẳng vào website. Chúng ta dùng trình duyệt, chúng ta truy cập vào một cái website nào đó để chúng ta xem thử xem máy tính của mình đã vào được hay chưa. Thì như ở đây mình vào thử cái trang web là hkb.vn, một trong những trang web của bên công ty. Thì máy tính đã vào được bình thường. Rồi bây giờ tiếp tục đến là chúng ta đi cài đặt cái phần P-not cho cái máy tính, máy tính ảo này. Thì để cài đặt cái P-not cho máy tính ảo, chúng ta cũng tiến hành làm tương tự như máy tính thật, đó là đi kiểm tra xem là gì, kiểm tra xem máy tính của mình đã bật cái công nghệ ảo hóa hay chưa, bằng cách là chúng ta vào trong Task Manager, chọn chuột phải vào cái Task Manager, chọn Task Manager, các bạn chọn vào cái mục là Process, chúng ta kiểm tra xem ở trên cái phần đã có bật cái Virtual Machine lên chưa, bật cái công nghệ ảo hóa lên chưa. Nếu bật rồi thì không nói, trường hợp nếu chưa bật lên các bạn xử lý như sau. Chúng ta tắt máy, tiến hành tắt cái máy ảo của chúng ta đi. Rồi sau khi các bạn tắt máy ảo, chúng ta nhớ cái tên máy ảo này, chúng ta mở PowerShell ở trên máy tính thật của chúng ta lên. Các bạn chạy với quyền admin, chúng ta chọn Run Admin Administrator. Sau đó các bạn chạy các lệnh như sau. Các bạn chạy cái lệnh là gì? Update VMware version, với cú pháp là update VMware version name, ở đây là cái tên máy ảo của chúng ta. máy ảo của chúng ta là B-not-1. Chúng ta chọn zip. Thì khi chúng ta chạy cái lệnh update mở cái máy ảo lên, cái lệnh update cái máy ảo cho cái máy mà chúng ta mới cài đặt, thì ở trên máy của mình ở đây nó báo là gì, là cái phiên bản của cái máy này đã được thực thi rồi, kiểu như là nó đã chạy rồi ở trên cái máy tính này rồi, cho nên là gì, không cần phải bật nữa. Chúng ta chạy thử cái lệnh thứ hai để set cho nó là gì, mở lên là true. Các bạn lưu ý ở đây cái từ P-not-PC là cái tên của cái máy tên của máy ảo của chúng ta. Rồi sau khi chúng ta chạy xong hai cái lệnh này thì chúng ta khởi động lại cái máy của mình, khởi động lại cái máy ảo để kiểm tra xem là gì, là máy của chúng ta đã chạy hay chưa. Sau khi chúng ta xét xong cái việc là mở cái công nghệ ảo hóa cho cái máy tính ảo lên thì chúng ta khởi động lại máy. Chúng ta kiểm tra lại thì nếu như ở phần này của chúng ta có cái là gì, V2 Chain là yes, có nghĩa là gì, là máy ảo của chúng ta đã được exit xong cái công nghệ ảo hóa, giống như cái máy thật. Rồi bây giờ công việc tiếp theo của chúng ta là đi set cái cạc mạng. Rồi chúng ta đi set cái chuyển cái cạc mạng của chúng ta về cái quyền private hay là quyền riêng tư chúng ta bằng cách là chúng ta chọn vào cái biểu tượng icon network, chúng ta chọn open network setting. Chúng ta chọn vào property và các bạn chuyển chế độ về là chế độ private. Rồi sau đó các bạn có thể là set đối với trường hợp ở đây mình đang cài demo là một cái máy B-not chạy máy phụ thì chúng ta có thể là gì, để là IP động. Tuy nhiên trường hợp nếu các bạn muốn set IP tĩnh giống như một cái máy thực hoặc là để chạy cho một cái tài khoản thứ hai, với trường hợp là máy tính của bạn phải có hai cạc mạng và hai đường truyền internet khác nhau, thì các bạn chọn vào property và các bạn đặt địa chỉ IP cho IP tĩnh cho cái máy của mình. Còn ở đây thì mình đang là cài gì, máy phụ, cho nên mình sẽ không set IP, mình để nó chạy là IP động luôn. Rồi sau khi chúng ta đã set được cái cạc mạng, set IP cạc mạng và chuyển cạc mạng về cái chế độ private xong thì chúng ta mở PowerShell, chúng ta chạy cái lệnh hỗ trợ cho cái ảo hóa cho cái nền Linux. Các bạn chạy PowerShell thì chúng ta chạy ở trên chế độ là Run Admin Administrator nha. Rồi chúng ta copy cái lệnh này vào. Cái lệnh này là mục đích là để mở cái ứng dụng Linux hỗ trợ cho cái Docker để nó chạy ở trên cái nền ảo hóa. Rồi sau khi chúng ta chạy xong những dòng lệnh này thì chúng ta bắt đầu khởi động lại cái máy của mình, khởi động lại cái máy ảo này. Rồi sau khi máy khởi động xong thì chúng ta vào trong phần download, chúng ta cài đặt cái ứng dụng ảo hóa, update cái ứng dụng này lên. Thì cái này mình đã download sẵn về rồi cái link của tải cái này thì mình sẽ để ở bên dưới của video để các bạn có thể tải về. Thì về thực tế thì nó cài giống y chang như là chúng ta cài trên cái máy thật mà thôi. Máy thật chúng ta cài B-not như thế nào thì máy ảo chúng ta cài tương tự như vậy. Sau khi chúng ta cài xong cái phần lệnh đó rồi, cài xong cái phần ảo hóa đó rồi, chúng ta mở PowerShell lên, chạy bằng quyền admin chúng ta chạy tiếp cái lệnh này. Chúng ta chạy tiếp cái lệnh thứ hai, lệnh thứ ba. Đó, hệ thống báo successful, ok rồi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiến hành cài Docker và cài B-not vào. Thì trước khi cài Docker và B-not, các bạn có thể là gì, mở bọc cho nó, mở bọc cho Docker và B-not ở trên cái phần ru, ở trên phần ru, bằng cách là vào trong Control Panel. Trước khi cài xong thì các bạn có thể mở cái bọc cho phần ru bằng cách là vào Windows. Đó, các bạn vào phần ru giống như là ở trong cái phần mà gì chúng ta set trên máy thật mà thôi. Chúng ta cũng tạo ra các cái ru, new, cái ru mới. Chúng ta chọn là bọt. Chọn là ôm bọt. Bọt ở đây chúng ta cũng mở là gì? Là bọt 31400 cho đến là gì? Bọt 31409, 31400 gạch 31409. Chúng ta chọn vào Allow Connect. Đặt tên. Rồi, cái phần thứ hai làm tương tự. Rồi xong, chúng ta mở bọc xong. Chúng ta đi cài Docker và B-not vào. Thì cái quá trình cài đặt Docker này thì cũng tùy theo máy nha. Cái máy của các bạn nếu như mà cài cái cấu hình máy ảo mà nhanh thì nó cài khá nhanh, còn nếu như mà cấu hình máy ảo mà chậm thì nó sẽ cài chậm. Nó báo là install success rồi ha. Và yêu cầu chúng ta là gì, phải lock out cái Windows để complete cái quá trình cài đặt ha. Đó là phải khởi động lại đấy ha. Rồi bây giờ chúng ta cài tiếp đến là gì, đến B-not. Như vậy là gì, mình đã cài xong, hướng dẫn cài xong phần B-not. Rồi như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta có thể cài đặt một cái máy ảo trên cái máy thật của mình, đồng thời setup luôn thêm một cái máy B-not chạy trên cái nền tảng ảo hóa đó. Việc các bạn sử dụng máy ảo để chạy B-not, cái này về thực tế thì vẫn là đang khai thác một cái tài nguyên trên cái máy chủ, trên cái máy chính của mình. Chúng ta chạy thêm máy ảo này là để chúng ta khai thác cái phần tài nguyên mà phần cứng dư thừa ở trên cái hệ thống Docker của B-not mà chúng ta chạy ở máy thực chưa khai thác hết, thì chúng ta chạy thêm. Với những cái máy tính mà có cấu hình mạnh thì chúng ta nên chạy như thế này để tối ưu hóa về cái việc chúng ta đầu tư một cái số tiền để chúng ta chạy cái hệ thống máy B-not của mình. Trường hợp các bạn xem video mà thấy video này có ích đối với các bạn thì vui lòng hãy like, share cái video này cho nhiều người biết đến cái video này hơn, để những người khác cũng có thể có được những cái giá trị như các bạn. Đồng thời cũng đừng quên đăng ký kênh HKB để nhận được những cái để cập nhật được những cái video mới một cách sớm nhất. Việc các bạn like, share cái video này cũng là tạo cái động lực để cho chúng tôi có thể làm những cái video tiếp theo tốt hơn, ý nghĩa hơn. Chân thành cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.